trong đường tu này nếu mà gặp người nhỏ hơn mình á, người ta biết tu á, là cái đó đều quan hỷ, mình nên quan hỷ chứ mình đừng có nên phiền. Em đứng gần đó em cảm nhận là lạnh xương sống với nổi da gà, là tức nghĩa là chư vị đã thỏa thực rồi, chư vị kiểu như cho mình biết. Xin chào quý bà con và khán giả, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Hôm nay Lê Thanh có trở lại thăm cậu bé mồ côi đó khán giả, thì cũng được chị Phượng gửi cho quan 500, thì hôm nay cũng nhân dịp Tết rồi, Lê Thanh cũng tranh thủ để đến đây để gửi chút ít tiền cho quan, để quan có tiền mua bông hoa trái cây để đón Tết nha. Dạ. Chào quan nha. Dạ em chào anh. Dạ. Rồi hôm nay khỏe không em? Dạ khỏe. Thì dạ, hôm nay được khán giả yêu mến quan qua những cái video vừa rồi đó, thấy dạ, em có một cái tâm đạo. Dạ. Mà thương em là mồ côi cha mẹ. Dạ. Nhưng mà có cái là em đỡ hơn những người khác là cũng có ông bà kế bên. Yeah. Có những đứa trẻ mồ côi ở vùng sâu vùng xa là không có người lớn luôn đó. Yeah. Nhưng mà nói chung mình trong cái sự kém may mắn thì mình cũng được còn người thân, tuy là không còn cha mẹ, không còn ông bà. Yeah. ở cạnh gần bên ha. Yeah. Đó, thì qua những clip anh đăng vừa rồi đó, khán giả rất là thích. Yeah. Quang, hôm nay có câu chuyện gì không, chia sẻ cho khán giả biết đây. Dạ thì bữa nay em có câu chuyện là hôm qua em cúng lập một cái đàn cúng thí thực nhỏ, là cứ như em cúng rồi thì cái lúc mà tầm 5:30 chiều lại bắt đầu cúng là thỉnh ngày tiêu diện 3 lần, xong rồi là em cúng la ra cho tới 6 mấy 7 giờ. Thì trong lúc mà gần kết thúc lễ anh, thì những cái cây nhang mà em cắm em để ngang trên chén cháo á, cho chư vị hưởng thực á, thì em rút ra em lấy ra để mà em đốt, với lại giấy tiền mà em để lên á, để mà em đem xuống em đốt á, thì em đứng gần đó em cảm nhận là lạnh xương sống với nổi da gà, là tức nghĩa là chư vị đã thỏa thực rồi, chư vị kiểu như cho mình biết vậy đó. Dạ, với lại trong tâm em á, khi cái lúc mà cúng á, em có quán tưởng đến các vị, nên là các vị đến các vị dùng thực, xong rồi kiểu như là các vị dùng rồi á, các vị cho mình biết là các vị đã dùng rồi vậy đó. Tức khi mà em cúng xong rồi là em cảm nhận là có chư vị là cũng hiển linh hay sao? Dạ, chư vị hương linh của hồn á. Người ta đến người ta dùng rồi á, thì cái lúc mà người ta đi á, là người ta cũng sẽ cứ như là mình chạm đến phần âm á, thì là thường là da gà nổi, lạnh xương sống này kia là em có. Dạ, là như vậy. Là cho mình cảm nhận được vậy chứ mình đâu có thấy hình tướng gì ha. Dạ đúng rồi, khi mà kiểu như là cái chén cháo vậy, em rút cây nhang ra nè, rồi giấy tiền em để dưới này, em cũng kiểu như lấy ra này là em cảm nhận có. Dạ. Cái đó mình cúng cái đó là có ý nghĩa gì vậy Quang? Dạ, ý nghĩa là bố thí cho các phần mà đói khát, cô hồn đói khát, người ta không có được dùng á, người ta bị đọa đày vào địa ngục á, người ta bị đói khát, người ta bị khốn khổ á, thì em cũng có cái tâm như vậy. Em cũng có cái tâm như là lòng từ bi, nên em chúc một ít tiền, chúc một ít ngân để mà cúng cho họ cuối năm, để mà cho họ một năm mới được đầy đủ ấm no vậy đó. Cái đó mình cúng cuối năm thôi chứ không phải là vào hàng tháng nha. Dạ hàng tháng vẫn được, mình không có kiêng kỵ ngày gì hết. Nhưng mà mình có đồng ngân mới làm được phải không? Dạ đúng rồi. Thí dụ chẳng hạn như mình có đồng ngân á, thì mình cúng nhiều, chẳng hạn như sữa, là giấy tiền quần áo, chén cháo là mình phải bắt buộc có, hoặc là một tô nước. Thì ở đây em hôm qua em cúng là có là 12 hộp sữa và 12 hộp sữa. Nhưng mà ở đây em không có cúng 12, nhưng mà em cúng là 8 sữa với 10 là 8 cháo. Với lại em có cúng thêm một tô cháo bự nữa. Và rồi thêm một tô nước nữa. Dạ thì cái lúc đó là mình mở hoặc là mình tự tâm mình á, tụng biến chú biến thực biến thủy ra là người ta sẽ dùng no đủ hết. Ủa em biết đọc chú đó luôn hả? Dạ chú đó thì mình có trong phần kinh đó anh. Mình đọc trong kinh ra ha. Dạ còn cái này em không biết á, kiểu như là em chưa có thuộc á, nên em lên YouTube em mở là mong sân thí thực, em mở cái câu kinh đó lên em mở cho người ta nghe. Dạ. Thì mình cái đó coi như là mình gieo duyên với họ. Dạ, như là mình cúng cho họ, mình cúng cho họ ăn là mình phải mở pháp cho họ nghe, chứ cứ nghe là mình vừa mở kinh cho họ nghe luôn cũng được. Cho anh hỏi theo em, cúng về em có tìm hiểu là khi mình cúng gì mình có dùng những cái đó được không? Dạ được anh, bình thường được ha. Dạ mình đừng có
cúng người ta rồi mà mình đừng có dứt bỏ, cái đó cũng một phần là tội nữa. Dạ, cái đó cũng như công sức của mình nè. Tiền cũ của mình đặt vô cái tâm huyết như là cúng các chư vị, thì các chư vị ăn hưởng rồi thì mình dùng lại cũng được. Mà theo em nghe em tìm hiểu mấy bữa nay á, là cúng thí thực nhiều á thì mình sẽ được lợi nhiều. Dạ, thì như vậy. Lợi là lợi cái gì em? Dạ, lợi thứ lợi nhiều thì theo em biết nha, theo em biết là xung quanh một phần, một hai phần thôi, là được sắc đẹp, là mình được ấm no, như là mình cúng bố thí cho họ thì mình không có bao giờ mà mình đói khát hết trơn. Dạ, thì mình đi đâu mình cũng gặp được mọi người yêu thương. Dạ. Từ cái vô hình với hữu hình luôn ha. Dạ. Mà độ cho ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cũng hay. Dạ thì đừng có ai mà phân biệt là ở cuối tháng mà đừng có nên cúng cô hồn hay là tháng này tháng kia, không phải đâu, hằng tháng mình nên cúng. Dạ. Có mình có chọn ngày nào không hay là mình cúng ngày nào cũng được? Dạ mùng 6, 12 anh. À, thì tốt nhất là hai ngày đó, còn nếu mà mình muốn cúng thường luôn á thì mình cúng mùng 6, 12 hay là mùng 2, 16? Dạ mùng 2, 16. À mùng 2, 16 nãy. Dạ, dạ. Lộn không? Dạ đúng rồi. À, thì mình cúng bố thí cứ liên tục cho họ thì em chắc chắn một điều luôn, là nếu mà em cúng lai á thì được một món quà của Đức Ngài Địa Tạng. Thì em nói vậy thôi, thì cứ như là một cái lợi ích này kia cái nọ của Ngài Địa Tạng mang cho mình thôi. Ủa cái đó là ngài báo hay là có ai chỉ ai nói? Dạ không, thì theo em mà tìm hiểu trên Facebook hay là các trang mạng á anh, thì người ta có nói đến là khi mà cúng thí thực Mông Sơn á, cho đến kỳ 100 hay là kỳ 100 mấy gì đó thì được Bồ Tát Địa Tạng tặng quà. Người ta nói tặng quà cho vui vậy thôi, chứ tức nghĩa là mình được những cái sự lợi ích của ngài á. Dạ, là như vậy. Cũng không biết quà gì ha. Dạ, thì người ta kiểu như là nói cho chơi vậy đó. À, nói cho dạ, vui ngài Địa Tạng tặng quà cho mình vậy đó. Dạ. Cho mình có cái niềm vui, mình cúng cho các chư vị đó ha. Dạ. Khi mà em cũng nói thiệt luôn, khi mà mình cúng chư vị cô hồn á, khi mà mình đứng gần đó, mình chỉ nói trong lòng hay là mình chỉ quán tưởng trong lòng thôi, nhưng mà thiệt ra là người ta nghe. Dạ, thí dụ chẳng hạn như hôm qua em cúng á, là em có quán tưởng đến chư vị, thì em nói ờ thì con nay cuối năm thì con cũng có một chút lễ mọn, là sữa cháo nước hay là những cái vật thực để mà cúng lên chư vị, thì con của ít lòng nhiều thì con cũng dùng ở đây, thì con cũng mời chư vị khuất mặt khuất mày, chư vị hương linh cô hồn thì đến đây dùng thực, nếu mà các chư vị có đến thì hãy cho con cứ như cảm nhận được một cái sự gì đó. Thì cái lúc mà gần kết thúc lễ anh, em cảm nhận được cái điều đó. Mình cúng giờ nào cũng được hay sao, hay là bắt buộc vào buổi chiều? Dạ buổi chiều là tốt nhất. Buổi chiều tốt nhất ha. Dạ, buổi chiều là tức nghĩa là cái phần ánh sáng ha, cái phần mặt trời á, nó lặn đi mất rồi, là chư vị mới lên ha. Dạ, còn mà mình cúng nhất chưa thì theo cái quan điểm niệm tâm linh của em nha, thì mình cúng giờ nào mình cũng không được, mình cũng không có bắt buộc được, kiểu như là trên chùa trên đàn chẩn tế anh, thì người ta cúng mất giấc trưa đồ đều được, nhưng mà theo em thì cúng nhất chiều cũng tốt đó. Chiều tốt ha. Dạ, cúng nói chung là cúng nhất nào cũng tốt, nhưng mà theo em thì giấc chiều nó cảm giác được nó ấy hơn. Dạ. Tại vì thường thường giấc trưa có những ánh nắng đó, các vị đó sẽ sợ ha. Dạ, kiểu như vậy. Dạ. Nói chung thì cũng đây là một cái hay. Dạ. Ai cảm nhận được thì có thể mình làm theo. Dạ. Thì cái này Lê Thanh làm rất là lâu rồi. Thì hôm bữa 23 em đưa chư thiên rồi. Hôm nay bữa nay trên cái ngôi này cũng là nhiều ha. Dạ. Nhiều hơn lúc trước rồi nè. Dạ. Thì gần Tết anh, nên em cũng trang hoàng lắm. Dạ. Cái này là đàn cầy phải không? Dạ đúng rồi, đàn cầy mà mình đốt lên là nó sẽ chiếu màu á. Ờ, chiếu màu luôn á. Dạ. Chẳng hạn như đâu em đốt lên luôn cái. Đốt lên cho anh coi. Wow. Bộ dạ. Có năng lượng giống cái gì ta? Dạ đúng rồi, có năng lượng á. Hiệu ứng. Dạ dạ. Là như vậy á. Hay ha. Dạ. Này là em để dành em đo, em cúng giao thừa á. Dạ. Con đó có pin hả? Dạ có, kiểu như cái năng lượng anh, khi mà mình không đốt á, mình đem ra ngoài nắng vậy nè, nó cũng chiếu lên. Dạ, kiểu như cái năng lượng. Rồi anh hiểu rồi, tức là có ánh sáng vô là nó ấy. Dạ đúng rồi.
Dạ. Rồi là tự tắt phải không? Dạ đúng xíu rồi. Tắt phải không? Dạ. Yeah. Nói chung thì cũng được khán giả yêu mến trợ chút ít đồng ngân thì Quang cũng mua để hùng sự bề trên. Dạ. Cho khang trang hơn. Dạ yeah, đúng rồi. Khang trang nghiêm hơn. Dạ. Yeah. Thì bữa em đưa cho Thiên rồi là em có thay áo nhưng mà không có thay áo mới. Ừ. Em đem đồ của bà này xuống nè. Em đem mấy bộ đồ này nè. Ừ. Đồ giả này em đem xuống em giặt. Dạ, xong em phơi lên rồi xong em mặc lại. Dạ. Ừ. Dạ. Kiểu như là chỉ là mình không có mua đồ mới thôi, mình mặc lại đồ cũ vẫn được. Dạ. Rồi mấy ngày nay mình đăng clip nào cũng có nhắc đến mấy Tường Lam đó. Dạ. Rồi hôm nay em từ cái bữa đăng tới nay em cảm nhận những cái ý kiến của em. À, mỗi người có một ý kiến khác nhau. Dạ. Thì em có hài lòng với ý kiến của em khi mà bắt nhắc đến bé Tường Lam không? Dạ thì có hài cũng lòng không? Cũng có nhiều rồi. Có khi có khi không. À, khi không là sao mà lại? Dạ khi không là kiểu như là cái lúc mà ông địa vậy đó. À. Em không có hài lòng thôi. Dạ. Nhưng cũng có nhiều người cũng có thấy bên thằng Lâm Linh người ta cũng có nói đúng đó. Dạ. Giống như mỗi người có ý kiến khác nhau. Thì cái đó là mọi người bên có bên mặt bề tâm linh là có bên có căn người ta vô người ta nói. Còn em là em không có. Ở như không thấy rồi cho nên không nói ha. Dạ còn em thì em chỉ là quán xét cái như là em cào coi, em những coi những video clip anh. Em cảm nhận và em cảm nhận rồi em sẽ nói ra. Dạ. Còn cái sự việc ông thằng Tài Tổ Địa thì em không thấy rồi cho nên em cũng không thấy không biết gì cái đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ thằng Tài Thổ Địa có lẽ là cũng có cho nên em cũng có thờ nữa. Dạ. Thì ông Địa nhưng mà anh chưa này có cái duyên để gặp. Dạ đúng rồi. Thờ cái mình thờ ông Địa ông thằng Tài vậy đó chứ tức nghĩ là nhớ trong cục đất này có ổng. Dạ. Tại nhiều khi mình trong cái duyên mình chưa có được gặp ổng nhưng không có cái duyên gặp mẹ Du Trì nè. Dạ. Có cái duyên gặp Quan Thánh Đế Quân nè. Dạ. Có duyên gặp Tam Thế Phật nè. Dạ. Mà em có khi nào nằm mơ thấy hay bà không? Dạ chưa. Chưa hả? Từ bữa vía đó tới nay là em chưa thấy luôn. Chưa thấy luôn ha. Dạ. Ừ. Dạ. Đó thì Quang thì cũng có vừa qua cũng clip nào cũng có nhắc đến Tường Lam. Hầu như là cũng khen ngợi rất là nhiều. Dạ. mà lý do sao mà em lại khen ngợi bé Tường Lam trong khi có những vị người khác cũng chê chích mà tại sao em lại khen ngợi? Em khen ngợi ở đây tức nghĩa là em khen ngợi cái mặt đạo. Cái mặt bề bên tâm đạo. Dạ còn mà bên đường đời á thì bé cứ cố gắng học đi, bé cứ cố gắng phát triển mà học lên chứ đừng có cứ như là ấy quá. Dạ thì bên mặt tâm linh á thì em khen, còn mà bên mặt bề bên đường đời á thì em cũng không dám nói nhưng mà chưa biết làm sao quá. Dạ đúng rồi, chưa biết làm sao nên em không dám nói nhưng mà cũng có cái lời để động viên, để nung đúc tinh thần nha. Dạ cứ như là trong đường tu em có nói rồi, trong đường tu này nếu mà gặp người nhỏ hơn mình á, người ta biết tu á là cái đó đều quan hệ, mình nên quan hệ chứ mình đừng có nên phỉ báng. Quan hệ có thể mình học hào hỏi theo nữa chứ đâu phải là lớn mà không học nhỏ được đâu. Dạ đúng rồi. Mọi thứ đều có sự trao dồi tìm hiểu nha. Dạ. Theo em nghĩ là sau này bé Tường Lam sẽ thành công không? Dạ theo em nghĩ nếu mà bé Tường Lam á cố gắng thì sẽ thành công. Dạ. Giống như sẽ vượt qua hết trong khi mà phía trước là trong gai ha. Dạ đúng rồi. Thì nói chung là theo mẹ, theo cha, theo Phật á, thì cũng có cái cân khảo nữa. Thì mình biết là cái đó cân khảo của chư Phật đưa ra. Mình vượt qua nó hay không là mình, nếu mà mình vượt qua nó là mình thắng cái bài thi. Còn mà mình không vượt qua nổi á thì cái đó là mình gọi rớt đài. Giống như hiện giờ là mấy 15 trong cái cân khảo rồi. Dạ. Vậy là như vậy. Dạ. Nói chung thì lúc nào cũng vậy, trong cái thời điểm lúc ban đầu tới hôm nay thì lúc nào luôn luôn Lê Thanh cũng là ủng hộ bé Tường Lam, lúc nào cũng ủng hộ bé Tường Lam. Tại vì thật sự những đứa trẻ nhỏ, đứa nào cũng có cái nhân tài. Mỗi đứa có nhân tài khác nhau. Dạ đúng rồi. Chẳng hạn như em bé kia có nhân tài để hiểu biết về những lịch sử này kia. Rồi em bé này tự nhiên có cái nhân tài là hiểu biết về Phật pháp. Dạ. Đó. Dạ đúng. Thì... bây giờ em nói ra nha.
Bây giờ mà kêu mà mấy người mà bên đạo Phật nè, những người mà già già nè, mình kêu họ kể là cái cuộc đời Phật Thích Ca của người ta cũng không cứ kể là được đi. Nhiều khi không có biết, không có tìm hiểu cũng đâu có kể được. Nhiều khi có nghe rồi mà nhiều khi không có cái duyên nữa rồi cũng đâu có nhớ hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì như vậy thì nói chung là mình tìm hiểu á thì mình sẽ học hỏi ra những nhiều điều á. Dạ. Thì như bởi vì cái gì cũng cái gì là mình phải càng học học hoài học mãi gì đó. Dạ đúng rồi. Chứ với lại là mình theo đạo á. Nếu mình theo mẫu á là mình phải theo suốt cuộc đời mình luôn chứ mình không có đi mà nửa chừng được. Mẹ đã giao cho mình cái trách nhiệm mà mình phải lo cho tới cuối mạng mình luôn. Dạ. Giống như là em cũng hy sinh luôn ha. Dạ. Thì em vậy đó. Thờ lên cứ như là bữa nào mà có tiền mà mua bông á thì em mua, còn có khi nào mà em có tiền mua trái cây thì em mua. Còn nếu mà có tiền đầy đủ rồi lại mua bông hoa trái cây em dâng lên đầy đủ. Còn nếu mà không có thôi em không dâng. Có cái chi cũng nấy thôi. Có chi cũng nấy. Dạ. Không được, cũng có cái lòng, có cái tâm đạo rồi. Dạ. Thì mình cúng lên như em có chia sẻ gọi là hoa để mà biết nhân quả. Có nhân rồi mới có quả. Dạ, thì mình trưng lên là gì? Nhân quả là sao đâu, cái nào đó? Dạ nhân, tức nghĩa là đây, mình trồng xuống. Nhân dạ, là bông à. Mình trồng xuống thì nó sẽ nở hoa. Nó hoa nó đẹp rồi nó cũng sẽ tàn. Dạ còn bên đây quả thì lửa. gieo hạt nào thì mình ấy hạt đó. Dạ thì như vậy, ký nghĩa nó là như vậy đó. Quả là lửa đó ha. Quả quả trái cây hả? Dạ quả trái cây. Đâu cái chỉ cái đàn cày đấy chứ. Dạ, quả trái cây này tức nghĩa là mình gieo hạt nào là mình có hạt đó. Tức nghĩa là đó. Nhân quả vậy đó. Nhân quả báo ứng thôi đó. Dạ thì nói chung là một cái món lễ vật mà mình dâng lên á thì cũng đều có ý nghĩa hết. Thí dụ mình dâng đèn, mình dâng đèn cày hay là mình dâng đèn dầu lên Phật, lên mẫu anh. Tức nghĩa là mình cầu mong cho cái tâm, cái khai, cái nhãn, cái đầu óc của mình á, cái trí tuệ ra thì như vậy. Thì cũng như là sáng con mắt mình luôn. Dạ, thì em biết như vậy. Nói chung thì cũng cố gắng lên. Chung em còn nhỏ mà để tìm hiểu về rất là tốt rồi. Dạ. Từ từ. Thế 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, từ từ vài chục năm thì sau này cái trí huệ em nó sáng suốt lên. Dạ. Nói gì cũng hiểu hết. Dạ. Thì hôm qua em có cúng chơi đàn, kiểu không phải chơi đàn, em cúng tiểu thí thực á. Thì em có chụp hình lại để em cho anh coi hình. Dạ. Hình đó sao qua? Hình em chụp lại anh. Tức là chụp hình lại ha. Dạ. Lập đàn ngoài đó đó hả? Dạ. Có địa, ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn ha. Dạ đúng rồi, rồi có ngày Tiêu Diện Đại Sĩ luôn. Dạ. Dạ nè. Thấy rồi. Dạ. Này cái lúc này là em cúng rồi em đốt. Đốt cho mấy vị đó dùng và hưởng ha. Dạ. Chung thì em làm gì cũng một điều tốt. Dạ. Thì thôi để anh gửi chút ít tiền của chị Phượng nha. Dạ. Chị Phượng có Zalo tên Út Cưng. Dạ. Nhờ anh đến đây để trợ duyên cho em 500 ngàn. Dạ. Để cho em có tiền để phụng sự bề trên nha. Dạ. Đây tấm lòng của chị Phượng đã gửi đến em đó. Thì con cũng cảm ơn cô Phượng cũng như đã cúng dường ở đây cho con cũng như cho mẫu là 500 ngàn để mà lo cho sắp chuẩn bị tới Tết đây thì... con với bà ngoại con cũng có đi mua bông hoa trái cây để mà cúng Tết. Thì con cũng cảm ơn lòng tốt của cô đã cúng dường cho mẫu 500 ngàn. Thì con cũng chúc cô là năm mới an khang thịnh vượng nhân sự như ý. Rồi thì chú anh cũng chúc cho em sức khỏe nha. Dạ. Rồi cảm ơn chị Phượng. Chúc chị năm mới làm ăn được may mắn, sức khỏe được dồi dào. Cảm ơn khán giả đã quan tâm và theo dõi kênh An Giang Lê Thanh. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn quý bà con những video tiếp theo ạ.